Nay kiếm quả bình nước để mang ra sân xịn vãi luôn anh em ạ. Vừa làm ẩm găng vừa uống được lại không lo bị vỡ. Đóng gói trong cái hộp nhỏ như thế này là anh em biết ưu điểm là gì rồi đúng không? Cực kỳ nhỏ gọn và tiện lợi. Bình thường mình đi đá bóng ấy thì chủ sân cho mỗi một cái bình nước to đùng thôi, sau đó cho một cái cốc để uống nước. Thủ môn thì dùng nhiều đến nước lắm, làm ẩm găng rồi uống nước rồi rửa mặt. Chẳng lẽ lại tự mang cái bình nước to đùng đi? Xách đi thì cồng kềnh ở trong gôn lòng ngoằng nó còn sút vỡ nữa anh em ạ. Xong lướt tốp tốp thấy review cái bình nước này hợp lý vãi luôn anh em ạ. Vừa nhỏ gọn tiện lợi lại còn làm bằng silicone nữa. Vứt ở trong gôn méo sợ thằng nào sút vỡ cả. Mới đầu mình không biết làm cách nào để cái bình này nó phồng lên, xong rồi bấm cái nút này phát là cái bình nó tự phồng lên luôn. Cái điểm mình thích tiếp theo ở cái bình này ấy, là có van khí. Ví dụ anh em vô tình làm đổ cái chai xuống ấy, thì nó cũng không bị đổ nước ra ngoài. Phần thân bình sử dụng chất liệu silicone, chịu nhiệt tốt, an toàn tuyệt đối với trẻ em và có giấy chứng nhận về chất lượng đàng hoàng nhé. Mua về không có một tí mùi nào cả, anh em mua về chỉ cần vệ sinh sơ sơ rồi sử dụng là được. Mình bắt gôn mà mình thấy nó phù hợp với mình thì mình mua thôi. Với cả mình thấy nó phù hợp với nhiều bộ môn thể thao lắm, đạp xe này, chạy bộ này, cầu lông này, tập gym. À quên, dung tích cái bình này là 550ml nhé. Hiện tại có 3 màu cho anh em lựa chọn, cam, xanh lá và đen. Với cái giá là chưa đến 200 cành thì sở hữu, cụ thể là 199k. Anh em nào muốn mua thì có thể ghé ở đây để tham khảo nhé. Mình mới có trận mang ra dùng luôn đây, nói chung là hợp lý anh em ạ. Ok, bye bye anh em nhé.